là Vinh. Thì ngày hôm nay đã có Skibidi Toilet tập 70, nhưng mà là phần số 2 nha. Thì mấy anh fan liên minh của chúng ta đã đi vào thang máy, nhưng mà ai đã tắt đèn rồi. Nhưng mà không sao, mấy anh cameraman này đã mở đèn lên. Trời ơi các bạn ơi, ở phía trên là ai mà đập tung 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 vậy nè? Ai hả? Đó. Trời ơi. Anh có mình làm mẹ. Trời ơi. Hello anh trai. Con này giống con Skibidi phiên bản ăn trộm quá vậy. Ta-da. Mà các bạn thấy mình giống như là cái con Skibidi này không? Là giống kiểu chưa. Quay. Trời ơi, nó quăng anh cameraman. Oh my god. Bắn nó. Trời ơi. Thôi, bắn vào hai cái con mắt của nó. Ôi, mà công nhận nhìn mình giống cái con đó thiệt luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ bình thường trở lại nè. Ok, bây giờ có cây súng nè. Này, có cái súng ở đây là ai mà xuất hiện là bắn bắn tầm lum luôn. Đang leo cái tường lên. Oh my god. Kéo kéo lên, kéo tôi lên nè anh bạn. Ủa. À, hình như là anh Blinzer Camera vẫn còn giận anh Dr. Spiderman hay sao á. Ok, anh ấy chỉ được ở phía bên này, nhưng mà sao tối thui vậy nè. Tối quá các bạn ơi. Mấy cái con Skibidi nó đang đi tuần tra kìa. Bây giờ là phải đi thật là chậm nha, không thôi là nó phát hiện là xong phim luôn á. Wow, anh Blinzer Camera có một cái kính là nhìn xuyên bóng tối luôn. Ta cái mắt kính này là có thể nhìn trong bóng tối nè. Rồi luôn rồi, bị phát hiện rồi, ai mở đèn lên vậy? My god, tôi chạy rồi, bị phát hiện rồi. Đây bây giờ đi đâu đây? Ủa? Trời ơi, mấy anh ơi, vô. Ủa, trong này không có ai dừng á. Ủa, trong này là căn cứ nào của bọn Skibidi vậy ta? Mình thấy là... ở đây có gì ta? Hả? Cái này là cái gì á các bạn? Cái là ngôn ngữ gì vậy? Bạn nào mà xem cái tấm... xem cái này á, các bạn dịch cho mình được không? Ủa, mình thấy hình như là... gì vậy? Skibidi dop dop yet yet Skibidi dop dip dip Skibidi dop dop yet yet Skibidi dop dip dip. À, cái này giống như là một cái lời bài hát gì đó các bạn. Trời ơi, à. Ủa nhưng mà tại sao lại là cái nhà tiến sĩ Skibidi và cái con mà gì ta, cái con Skibidi dưới tên gì mình quên này. Ủa cái này là cái gì nữa? Ủa các bạn nào mà xem cái tập này á, các bạn dịch cho mình hiểu được không? Cái khúc này mình không hiểu gì hết trơn luôn á. Là cái bức hình này là có mấy cái người, có những người này đang nắm tay với nhau. Là họ đang làm cái gì vậy? Ok. Ở đây là nó có một cái bí mật gì bên trong không ta? Cái gì thấy ca vậy? Ôi no. Trời ơi, đã mất kính vào. Trời ơi, con Skibidi này đang cắt công nghệ của tập TV Man. Bây giờ là nó hành kìa. Oh my god. Trời ơi, ném vô cái màn hình TV. Rồi, bể luôn, bắn vào con mắt đó. À, hình như là điểm yếu của mấy con Skibidi này là hai cái con mắt đó, chỉ cần bắn vào mắt thôi là bọn Skibidi của nó có thể là không thấy đường nữa đó. Đó, nó hết thấy đường luôn nè. Chọt một cái vô mặt nữa nè. Ủa mà khoan, hình như là ôi no, cái này là anh Lucky cameraman. Ôi no, anh ấy đã hy sinh rồi.
Các bạn hãy bình luận ở phía dưới là vĩnh biệt anh Lucky Cameraman nha. Mày nhớ tại vì hôm nay có cái điều khiển rồi nè. Và anh ấy đã ra đi trong cái tập này rồi. Tập này buồn quá à, mọi người ơi. Ôi, anh Dark Speakerman lấy cái gì vậy? Ủa, anh Dark Speakerman lấy cái gì vậy các bạn? Wow, anh thấy lấy một cây cây. Ở phía bên đây nó có một cây dao hay cây kiếm gì nè. Ghê đó, à, đấy cầm cây ninja hay gì á. Còn anh Blizzard Camera thì anh ấy lấy cái tai nghe và một cái ba lô thắng lực. À, chắc ta được đó. Rồi, ở đây thì phải cắm vô bỏ cửa lên. Rồi, wow, các bạn để ý cái vũ khí của anh Dark Spider-Man kìa. Nó giống như, à, nó giống như là một cái giàn giáo á. Ủa, một cái cây giáo đúng không? Cây giáo. Rồi, bây giờ đi ra ngoài thôi. Ok. Rồi bay đi rồi. Ôi hết rồi các bạn. Trời ơi, muốn coi nữa quá à. Nhưng mà rồi, tập này rất là hay nha. Nhưng mà có một cái cảnh rất là buồn luôn là anh Lucky Cameraman đã ra đi. Rồi, nếu mà bạn nào không chờ Sigmini Tonet 70 phần số 3 giống như mình á, thì các bạn hãy bình luận phía dưới là em cũng mong chờ giống anh luôn nè, anh Winner nha. Rồi, các bạn xem video này nhớ bấm like và đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất của mình nha. Bấm đăng ký kênh mới có thể đón chờ những video mới nhất của mình chứ. Bây giờ tạm biệt các bạn và bye bye mọi người nha.